cát. Hình như là không thấy gì mọi người ơi. Không thấy một cái gì hết mọi người ơi. Không thấy một cái gì mọi người nhé. Ai 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 ui ui. Ai ơi, cái gì đi, cái gì đi. Ôi, 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 đang tiến lại gần thì mọi người ơi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cô Quân Vlog. Ngày hôm nay lại tiếp tục cái video của mình. Hôm trước thì mình cũng đã ra cái khu vực đầm lầy này rồi. Hôm nay mình lại tiếp tục ra cái khu vực đầm lầy này mọi người nhé. Bây giờ mình đã vào cái vị trí khác mọi người nhé. Mình sẽ đi sâu vào cái khu vực đầm lầy này hơn mọi người nè. Mọi người nhìn thấy không? Có rất là nhiều nước luôn và rất là ghê luôn mọi người nhá. Trong này rất là nhiều rắn, những con rắn rất là to luôn. Và đặc biệt là những có rất là nhiều quần quái vật ở trong này mọi người nhá. Mọi người thấy cảm giác thấy ghê không? Sợ không? Đó, mọi người thấy cái rừng này rất là sợ luôn trong này á. Rất là nhiều cái vị trí rất là quan trọng. Và chính vì cái đầm lầy này nó có nhiều cái đặc điểm rất là hay. Và vì vậy là mình quyết định hôm nay mình quay trở lại đây để làm một cái video chụp hình ảnh ở trong khu vực này mọi người nhá. Mọi người biết rằng là mọi người thấy không? Cái vị trí này nó rất là thôi mọi người, ít đẹp lắm mình. Xuống đây mọi người nhá. Rất là nguy hiểm luôn. Cái đầm lầy này rất là nguy hiểm luôn. Nó rất là sâu luôn mọi người nhá. Vâng, ok. Thì hôm trước mình có làm một cái video, một bạn yêu cầu một bạn biểu là anh thử dùng camera lia hết, quay hết cái khu vực đầm lầy này. Em nghĩ là trong này có rất là nhiều con quái vật trong này. Ok, bây giờ là mặc dù là trời nó vẫn chưa tối nhưng mà cái mặt trời bây giờ nó rất là dịu rồi, hầu như là cũng giống như là nó chia mất mặt trời rồi, chỉ sáng thôi nhưng mặt trời hầu như là lặn rồi mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái camera này, mình quay lòng vòng và cùng gọi những con vật nào thực sự nó ở trong khu rừng này nó linh thiêng và nó có thể xuất hiện được trong cái camera này mình không mọi người nhé. Đây, bắt đầu từ cái vị trí này mọi người nha. Bây giờ mình sẽ gọi bất kỳ một con vật nào ở trong cái khu vực này, hy vọng rằng cái camera của mình nó sẽ thu được mọi người nha. Kha tuần ship. What the fuck? Ai giờ mình? Mọi người, cái gì đấy? Cái gì mới vừa đi qua đó mọi người? Mọi người thấy gì không? Không biết đâu. Mà lúc nãy mình mới gọi là con gì nhỉ? À đúng. Mình mới gọi là kha tuần ship đúng không mọi người? Có nghĩa là con cừu đó mọi người. Ok. Ui, ghê lắm mọi người. Ôi trời, lại sang một vị trí khác xem nào. Ok, mình sẽ gọi vị trí góc này. Siren head. Siren head. Đây rất là nguy hiểm luôn mà. Ôi. Cái góc đường được cái ngôi nhà có tầng sau này mọi người nhá. SCB 096. Ôi. Sao mình gọi nó ứng nó linh đấy mọi người. Ui, sao nó có chân sao nó có chân sao nó có chân mọi người thế. Ui, anh em ơi, rất mọi người này. Đứng ra góc này mình coi coi cho. Bây giờ mình chứ không quạ mình lên có gì không mọi người nhá. Trời ơi, có thấy gì đâu mọi người. Ui, ghê thế. Chạy. Kha tuần đoác. Kha tuần cát. Hình như là không thấy gì mọi người ơi. Không thấy một cái gì hết mọi người ơi. Không thấy một cái gì mọi người nhé. Ai, ôi, 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 ôi,
Mọi người, mọi người gì thế? Mọi người, nhưng mà tự nhiên mình thấy có một cảm giác rất lạ, rất đặc biệt trong người thì có lẽ mình sẽ kết thúc cái video tại đây cho mọi người. Tự nhiên người mình có cảm giác rất là run và rất là sợ luôn mọi người. Mình sẽ kết thúc cái video này thôi. Bây giờ mặc dù ở bên ngoài á rất là nhiều người khi đi qua đây, nhưng mà mình có một cái cảm giác rất là run. Mình chào tất cả các bạn thôi. Nhưng mà bây giờ mình gọi ra nhiều, nó may mắn nó ra đường thì nó làm gây hại đến con người thì rất là nguy hiểm. Thì đến hôm khác mình sẽ chọn một cái thời điểm vắng vẻ hơn, tôi sẽ mời mọi người nhá. Ok, mình chào tất cả các bạn nhá.